Gần đây, những người Việt Nam quan tâm đến chủ quyền biển Đông thì không thể bỏ qua thông tin về việc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đang thông qua dự luật S1657, đạo luật cấm vận liên quan tới biển Đông và biển Hoa Đông năm 2021. Nội dung của dự luật sẽ áp trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức Trung Quốc tham gia vào những hoạt động nhất định liên quan tới yêu sách chủ quyền trái phép của Trung Quốc trên biển Đông. Cụ thể luật yêu cầu Tổng thống Mỹ phải áp đặt các hình thức cấm vận như phong tỏa tài sản, từ chối cấp thị thực đối với cá nhân và thực thể Trung Quốc có những hoạt động sau các dự án phát triển trái phép ở một số khu vực trên biển đông mà bắc kinh ngang ngược tuyên bố chủ quyền tham gia vào các hoạt động xây dựng chính sách đe dọa tới hòa bình và ổn định ở một số khu vực trên biển đông dự luật cũng cấm các tổ chức cơ quan của mỹ đầu tư hoặc bảo đảm cho các dự án liên quan tới những tổ chức bị cấm vận ở một trong hai vùng biển trên dự luật yêu cầu tổng thống mỹ phải áp các hình thức hạn chế hoặc lệnh cấm đối với các tài khoản đại lý liên quan tới các thực thể bị cấm vận bộ ngoại giao có trách nhiệm báo cáo định kỳ lên quốc hội xác định những nước công nhận yêu sách của trung quốc đối với các vùng lãnh thổ nêu trên những nước có hành vi thừa nhận hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ không được nhận viện trợ của Hoa Kỳ. Về mục tiêu, dự luật đưa ra một thông điệp mạnh mẽ: nước Mỹ sẽ bảo vệ dòng chảy thương mại tự do và tự do hàng hải, bảo vệ chủ quyền của các đồng minh và thúc đẩy phương án giải quyết tranh chấp thông qua ngoại giao hòa bình phù hợp với luật lệ quốc tế. Đối tượng của dự luật trước hết là các thể chế hành pháp của quốc gia này, cụ thể là Tổng thống Mỹ và các tổ chức chính trị kinh tế có các hoạt động liên quan đến quản lý tài sản, các thị thực cho các cá nhân và tổ chức Trung Quốc gồm các dự án phát triển trái phép ở một số khu vực trên Biển Đông tham gia vào các hoạt động đe dọa tới hòa bình và ổn định ở một số khu vực trên biển Đông. Tóm lại, dự luật sẽ áp trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức Trung Quốc tham gia vào những hoạt động trái phép của Trung Quốc trên biển Đông, đặc biệt là khu vực của Việt Nam. Đến nay dự luật đang chờ chính thức trình Quốc hội Thượng viện thông qua. Tuy nhiên về khách quan, dự luật cho thấy đã có không ít những nhân vật có quyền lực và trách nhiệm ở Thượng viện Hoa Kỳ quan tâm. Điều quan trọng nhất là lần đầu tiên một đối tượng hoạt động đối ngoại của Hoa Kỳ bị luật hạn chế, hơn nữa lại ở một khu vực không liên quan đến chủ quyền quốc gia của Hoa Kỳ, mà chỉ liên quan đến quyền hàng không. Hàng hải của Hoa Kỳ ở khu vực biển quốc tế cách Hoa Kỳ hàng ngàn km. Với thông tin trên, nhiều tài khoản của người Việt Nam ở trong và ngoài nước rất hoan nghênh. Bài viết này thì đơn giản chỉ muốn khẳng định lại, chủ quyền quốc gia dù là đất liền hay hải đảo đều là những giá trị thiêng liêng của dân tộc theo đúng nghĩa của nó. Vì ở đó đã thấm máu không biết bao nhiêu xương máu của đồng bào chiến sĩ qua các chế độ, nhất là chế độ xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Quan điểm của Đảng và nhà nước Việt Nam luôn là sẵn sàng giải quyết những bất đồng bằng đối thoại thẳng thắn cởi mở, không có chuyện vì cùng ý thức hệ mà bỏ qua chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ. Ở biển Đông, trong khi khẳng định và bảo vệ chủ quyền, Việt Nam luôn luôn tôn trọng luật biển năm 1982, sẵn sàng tạo điều kiện cho tàu thuyền qua lại ở Biển Đông với điều kiện tôn trọng chủ quyền của Việt Nam. Mặc dù đối tượng và hiệu lực của dự luật Biển Đông là các tổ chức, thể chế của Hoa Kỳ, song nó không chỉ tác động đến các cơ quan tổ chức của Mỹ mà còn liên quan đến hoạt động của các nước ở Biển Đông, đặc biệt là Trung Quốc. Tất nhiên Hoa Kỳ sẽ có những giải pháp để bảo vệ những quyết định liên quan đến trách nhiệm của một cường quốc ở Biển Đông hơn nữa nó cũng liên quan đến lợi ích của chính nước Mỹ.